Mọi người thì thích trà sữa, còn mình thì thích trà trộn vào tim bạn thôi. Hello hello, kỳ thi học kỳ 1 của các bạn thế nào rồi? Comment tâm sự to nhỏ một chút để có kết quả thi tốt nào. Nhớ là học hết mình rồi vào chơi nhiệt tình với nhanh trí nha. Ngay bây giờ là chiếc clip đầy ắp dân chơi Gen Z, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, bắt đầu khởi chiếu. Bạn biết top khán giả VIP Pro thường xuyên theo dõi nhanh trí, thường xem những kênh YouTube nào khác không? Những học sinh giỏi xuất sắc sẽ vượt qua được các câu đố thách thức sự nhạy bén hay những thánh chém bão siêu cấp. Không chần chừ nữa, bắt đầu thôi. Đố các bạn biết đây là kênh YouTube nào, liệu các bạn có trí nhớ tốt để nhận ra hay không nhỉ? Trong số các bạn ở đây, phải có đến 80-90% các bạn biết hết rồi đúng không? Và tên kênh là Kính Lúp TV. Bạn nào đã xem thì comment xác nhận đã xem Kính Lúp ngay dưới ô bình luận để điểm danh nha. Hiện tại, kênh sở hữu xương xương 1,43 triệu sub, chuyên về chủ đề khám phá tin tức. Bạn nào thích giải đố thông minh thì ghé nhanh trí, còn mê khám phá thì ghé chị Kính Lúp nha. Tiếp đến là một kênh mà mình dám cá là không một bạn Gen Z nào có thể bỏ qua, đặc biệt là các tín đồ ăn vặt đấy. Ta-da! Quen chưa, nhưng còn lâu mới nhớ được tên của kênh đó. Thời gian bắt đầu, ai nhớ ra thì comment đầu tiên solo, chứng tỏ ao trình nha. Dành cả thanh xuân để đu trend mukbang mà không trả lời được câu hỏi này thì coi như hơi buồn. Nhưng không sao, ở đâu có thắc mắc, ở đó có nhanh trí giải đáp. Đây là kênh Dona Việt Nam với chủ đề ngập mặt đồ ăn mà tuổi teen mê mệt, cùng phong cách ăn mukbang của hai chị gái Hàn Sẻng đem lại cho người xem cảm giác như là muốn nhao vào xin ăn cùng, cực kỳ bánh cuốn và thư giãn. Tuy không hiện số sub là bao nhiêu, nhưng tất tần tật các video của kênh đều đạt triệu view trở lên. Ước gì video này của mình cũng được triệu view như thế nhỉ? Có khi mình lại mở tiệc ăn mừng với các bạn to hơn cả mukbang của Dona ấy chứ. Tiếp theo là một kênh hot không hề kém cạnh Dona, đã là dân chơi học hết mình chơi nhiệt tình là không thể không biết. Đố các bạn đoán ra đấy. Còn ai vào đây nữa là kênh Tôm Review với hơn 1 triệu sub. Nhìn anh Tôm nhỏ nhắn thế thôi, chứ với chất giọng thánh thót nhí nhảnh thì thu hút cả làng luôn. Mọi đồ chơi, đồ dùng học tập, dùng hàng ngày, độc lạ chất đều được anh Tôm review. Vừa biết được các sản phẩm hot hòn hòn, lại vừa được nghe chém gió hài hước từ anh Tôm. Khá thú vị đó nha mấy bạn. Ai là fan Tôm review ở đây thì nhớ comment điểm danh nha. Kênh YouTube dành cho dân chơi hệ game thủ, đặc biệt là Minecraft. Đố các bạn đoán ra đây là kênh YouTube nào trong hàng trăm kênh YouTube livestream Minecraft tại Việt Nam? Lại nhìn bà giày đã đoán ra rồi đúng không các thánh? Là anh Vinh MC của chúng ta đây. Kênh YouTube này có tận hơn 2,2 triệu sub, cao nhất trong danh sách YouTuber đình đám ngày hôm nay. Anh là thành viên của Sinh Tố Team, chuyên live stream game Minecraft cùng lối chơi, phong cách nói chuyện chém gió tung trời. Gần đây có cả game Hooky Cookie nữa. Nói đến là mê hết sảy, nhưng cũng đừng lơ là học tập nha. Cố gắng chinh phục kỳ thi học kỳ 1 thật giỏi, rồi xem xuyên Tết nha mấy bạn. Còn giờ thì tiếp năng lượng cho não với câu đố test IQ của hội những người thông minh vừa bị dò dỉ ra ngoài, được đội thám tử nhanh trí sát lùng được. Lưu ý, chỉ dành cho ai dám chơi dám làm thôi. Nếu bạn chinh phục được 3/6 thì chứng tỏ bạn có chỉ số thông minh cao, nếu không thì khá đáng ngại đấy. Câu hỏi đầu tiên, bạn thấy gì trong bức tranh? Alo, bạn có đáp án chưa? Biết đâu đáp án của bạn lại khai sáng cho cả 500 anh em đang xem thì sao? Comment đi chần chờ chi? Còn mình thì nhìn ngang nhìn dọc, cũng chỉ thấy mỗi hình mặt người chính giữa thôi. Đến với câu hỏi tiếp theo để xem nó có gì ghê gớm hơn không? Ôi dồi ôi, có tất cả bao nhiêu con vật trong hình này á? Thế này chắc chỉ có thiên tài, chuyên gia tình mắt lắm thì mới nhìn ra được hết thôi. Liệu có phải là bạn không nhỏ?
Dù bức hình quá đông và hung hãn thì cũng không thể nào cản được tâm trí này đâu. Mình nhìn ra sương sương cũng phải 15 chú đấy. Oh no, đáp án chỉ có 12 chú thôi. Ủa, từ chối hiểu chuyện gì xảy ra, tí phải xem lại mới được. Hay là mắt mình gà hóa quốc không biết nữa. Thế là từ bấy giờ mới ăn đứt được coi như là một thử thách. U là trời, vậy là chỉ còn 4 câu đố nữa. Nhất định mình sẽ khô máu quyết tâm, không vượt qua đời không nể. Một miếng vải thủng một lỗ, tìm mảnh ghép đúng nhất ư? Bạn nào mà vượt qua được trong 7 giây, chắc IQ phải trên 150. Ôi căng hết cả mắt, cuối cùng đáp án chờ nóng cả lòng cũng ra lò các bác ạ. Là mảnh ghép số 5. Chúc mừng chúng ta đã ghi tên vào danh sách thắng 2/6. Yeah! Nhân cái lúc thời tới cản không kịp, phải giải quyết nhanh gọn lẹ câu đố sau mới được. Cái gì? Bạn sẽ tập trung hơn cả thiên tài nếu chỉ mất 60 giây để nhìn ra 10 món đồ được ẩn giấu trong bức hình này sao? Mình hé lộ ngầm gợi ý cho này, có một bộ phận của cái đầu. Thứ hai là thứ bảo vệ bạn khi trời mưa. Thứ ba là sát thủ ban đêm. Thứ tư, một dụng cụ thể thao. Thứ năm, con này có thể vắt được sữa. Thứ sáu, tiều phu ngày xưa dùng cái gì để đốn củi. Thứ bảy, con giáp của năm 2018. Đấy, thế là xương xương 7 cái rồi nhá. Còn 3 cái thì ai là cao thủ làm bá chủ chắc chắn sẽ tìm được nốt thôi. Hình ẩn trong bức hình đó là hộp sọ, cái ô, con cú, quả bóng, con dê, cái rìu, con chó, sư tử, con rắn, khẩu súng. Bạn nào tự tin đầy mình hổ báo cáo trồn về khả năng như thiên tài trong vòng 60 giây vừa qua, bước ra đây comment cho cả thiên hạ châm trồ ngưỡng mộ cái nha. Chứ im ỉm thì ai mà biết mà thả tim. Trước khi bước sang những câu đố gây rối loạn tiền đình hơn thì hãy kết thúc chuỗi 6 câu đố này để xem bạn có vượt qua 90% người chơi phải dừng chân trước đó không. Theo bạn, hình màu gì nằm ở giữa hình ô vuông to? Chưa đến lúc hoa mắt chóng mặt sang chấn tâm lý, tiền đình mà nhìn một lúc vào hình này đã thấy đủ triệu chứng rồi. Bạn cho rằng là hình màu gì? Comment ngay và luôn cho nóng để điểm danh rằng bạn vẫn đủ minh mẫn và trí thông minh sáng suốt để đi tiếp nha. Còn đáp án là đây, may quá, mắt mình vẫn chưa bị tăng độ một tí nào. Và tiếp đến là câu đố khiến tâm trí bạn như vừa bị dội một gáo nước lạnh đấy. Tuy mình vẫn tỉnh táo nhưng mình vẫn hơi choáng vì không thể nào tìm ra điều bất thường giữa những con người bất thường này các bạn ạ. Có bạn nào tìm ra được không? Đội quân chơi trội theo hội tham gia trả lời cứ đúng tằng tằng, thật không thể đùa được với các người chơi hệ nhanh trí đầu nhở. Thế này mà bạn nào chưa xem chưa biết thì thật là một thiếu sót lớn cho tuổi thanh xuân quá đấy. Các bạn đang xem nhớ share cho bạn bè của mình nha, đừng giữ khư khư, mẹ bảo thế là hư đó. Và cuối cùng, bạn sẽ là người xác lập kỷ lục ngày hôm nay hay là người tài giỏi nào đây? Lưu ý, những ai mắt kém thì nên cân nhắc xem xét và thật tập trung nhé. Còn bạn muốn kiểm tra khả năng IQ cực đại của mình không? Đoán thử đi, hai hình tròn màu xanh lá, di chuyển hay đứng yên? Ảo thật đấy, là câu mà mình muốn thốt lên ngay từ giây đầu tiên khi nhìn thấy bức hình này. Giờ phải nói thêm là ảo ma như quả na thì mới chịu được. Sự thật, đây là ảo ảnh đánh lừa thị giác kinh điển trên thế giới. Hình thì nó đứng im, nhưng khi bạn di chuyển ánh mắt nhìn theo vòng tròn hình lá thì vòng tròn bên ngoài như rộng ra và chuyển động cong, còn vòng tròn ở bên trong thì lại như hẹp hơn, nghĩa là nó dịch chuyển theo mắt chúng ta liên tục. Nếu mắt bạn nào không ổn định còn bị hoa mắt chóng mặt là có thật đó. Chúc mừng bạn nào đó đã phá đảo được câu đố ảo dụng cả cháy vừa qua. Đây cũng là câu đố trùm cuối trong chuỗi câu đố bá đạo ngày hôm nay đấy. Bạn chinh phục được bao nhiêu câu đố? Có trở thành nhà vô địch như mong muốn không? Comment chia sẻ tranh tài với anh em mọi miền đi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video hay miễn phí vào ngày mai. I love you, chiu chiu.